Hello students, how are you today? Okay, teacher hope everyone fine. And today we will learn about unit 2, things. Lesson 3, is this a cake? Chà, xong thua ca an mà đón tiết, chung mùi nâng nẹ cử. Unit 2, things. Lesson 3. Is this a cake? Yes. Chắc thằng này dân riêng nơi chung phục tì pì đọt đá. Tái mày riêng dân cứ đo mày riêng tí. Tì bà mà con mơ mớ. Cứ tì bầy. Chả chẳng cái đã thăm mày tới chung nón chương mày riêng. Cứ cái đã thá. Is this a cake? Chả ta này cứ chia nung cake mẹ đà rì tì. Ok. Tỏ lấy dân cơ mơ bằng tỏ tiền. Okay, next one. Yes, objective, right? Cứ cố bấm nón đọc bỏ dường xâm rạp thằng này. Cứ tí muối, nhạc rưu trọng ở con. Chè hay kế? Chè, write, read, and spell. Cứ trọng ở con chè sạch xế. Chè án, hay đừng chè bọc cộp. Okay, number two. Do short exercise. Cứ ai bốn thô lùm hát khlay mùi. Mình tỏa bì dân riêng cho mùi khỉ rùi nè. Number 3. Recognize words cake, spoon and fork in textbook page 24. Cứ ai bốn chắc có xong qua bìa cake, bìa spoon and hai năng bìa fork. Nói khăn ông xịp hợp bốn tùm bò tí một phẩy buồn chà chứng ôn ai ba xịp hợp bùm tới tùm bò tí một phẩy buồn ôn nâng khớn bị tặng ọc nâng ai. Ok, now let's see. Tạo tùm mời tặng ọc nha. Yes, revise. You know revise? Ôn bò đăng ọc thay revise mình này thầm mạch tử. Cứ rùm lật. Chà, nạ cụ rùm lật ấy kế. Mấy riêng ca dược màn riêng ca bì mật sờ. Chạy kê con chạm ớt dương riêng ý kê ca bì mật sờ mấy. Yes, cứ dương riêng xua xùm nua mấy nế. Xùm nua xua tha mạch tử. Tỏ mơ tự ốc nha mớ. Chà, cứ xua tha. Is this a car? Tự ốc nha ăn mớ cốt. Is this a car? Đón tiếng. Is this a car? Chà, chấm lại cái chơi thầm anh. Dương màu rụt phiếp sân mà dương chơi chanh nế. Ok, ở lớp cái xu thà. Ta này cứ chia lan mẹn đà rì tì. Ú, lan ớt cồn mơ mớ. Lan ớt. Chà, chỉ lan. Chẳng dương thử chơi thầm mạch tử. Yes, cứ dương chơi chơi thà. Yes. Yes, it is, right? Cứ dương chơi chơi bạn này mẹn ớt. Tỏ lỡ những xu mà đón tiết. Hai chầm chơi nế. Is this a car? Yes, it is. Very good. Chẳng. Nếu cứ chưa mày riêng là dân riêng bình sản mạnh nè. Từ chùm lại dân chạy cháu cứ chạy bạc nì. Now let's see for today. À là dân mơ xâm rạp thằng anh đi mở đồn. Tại dân riêng anh. Ok, here. Vocabulary. Chẳng chẳng dựng đăng này. Vocabulary cứ chìa. Chị ấy cốt. Cứ chỉ bịa. Chà, dừng riêng bịa cho mùi khỉa. Tỏ, à lấy trêm khuôn bò dương. Trêm chật trêm cài bò dương dì sách. Nằm bày riêng mê riêng. Cho mùi khỉa xong lập thằng này ná. Cứ dương miền bịa tì rài. Ok, now let's see. Are you ready? Đuổi nào con? Ok, number one. Chà, lịch mũi cử. Tập thì chờ thằng ọc khỉa ná. Chà, lịch mũi cử dương ăn thá. Cake. Read together. Cake. One more time. Cake. Yes, good job. Cake. Nhìn tụi mơ mất cake mình là sợi khác nó. Xâm tổ cake đến chị sợi nó. Ok, mùi bì bay. Ok, cái cake còn mơ mất. Yes, cứ nóng cake nâng anh. Ok, tạo ở lối như spare. Cake mình là sợi khác. Tạo thì chờ mất. Chà, chẳng như thời tham mày cốt. Dường thời tham. Cake, I spell. Sao ấy ní. C
A-K-E Cake. Spell một đón tiết. Cake I spell. Tha khuôn ai mất. Yeah, C A Yes, K And E, very good. Nhưng anh tha Cake, yes. Cake cứ nồm cake. Ok, number two. Yeah, listen to me. Đặt thịt chớ. Cứ dừng anh tha Spoon. Again. Spoon. One more time. Spoon. Ok, good job. Now let's see what is spoon. Tớ mơ mơ tha spoon chỉ sấy nó. Oh, here, right? Yes, spoon. Ít cái spoon mơ mơ. Oh, cứ slap free nè. Ok, now let's spell spoon together. So, bọc bị spoon từng ọc nha. 1, 2, 3. Spoon, I spell S P Double O N Spoon. Again. Spoon, I spell sao ấy ní cốt S P Double O N Spoon. Very good. Chà, chẳng bọn thời riêng bọc bạc nâng này tiết được khuôn ai bạn thèm tiết nào con á. Đọc bây giờ càng thật trẻ. Ok, now let's see number 3. Tôi mời lịch bày mơ. Yes, here, number 3. Listen to me. Đọc thịt chớ. Cứ dừng ăn thác. Fork. Again. Fork. One more time. Fork. Good job. Now let's see what is fork. Here, right? Yes, this one we call fork. Chà, này cứ chỉ phọc nè, nơi tia con có miến, nơi cái lại dân nhằm bài. Chị vì xếp, bồn bồn nhằm bài, cứ cái lại nặng lụa cái tay từ miến spoon hay nặng phọc ảo dường nè. Ok, now let's spell together. Bà có viên tặng ọc nha mơ có. Phọc, I spell F O R À, hai sao ấy con? K. Good job. We did fork. Đầu tiên. Fork. I spell. F. O. R. K. Fork. Good job. Ok. Nhưng chắc nhận màn bọc cô, nhận màn ăn đùa chai. À, lấy như thuốc ấy tiết nó, tầm mơ mơ. Let's see together. Yes, here. Write on your small board. Chà, sẽ sẽ đặt lên cái đá chnuôn bò dường. Chà, mình chẳng xong tiên cái đá chnuôn bò dường tranh bị cái tạp bò dường máu. Ok. Xong dốt, miền đầy xo, miền xo đấy bọn dốt tranh mẹo hói. Ok. Thì cho rộp đọc bấy bọn thờ dốt tranh hai nè. 1, 2, 3. Okay, now let's see. Teacher will show the picture and you will write the word. Okay? Teacher nâng bằng hai lúc hiếp. Ôn nâng sẽ say bị nút đã lên small board bởi dường. 1, 2, 3. Okay, here. Cake. Ôn sẽ say cake đã lên small board. Chà. Are you ready? Hay nớ. Chà, ôn ách phơ cao bật gọt bàn. Miễn được chị ấy kế. C A K E chà bọn ai bà con chẳng bàn tỏ lấy dương mơ mất trời mùi thì chợt let's see yes cake trời ăn good job number two kế mơ mất chà này cử kế spoon cùng nó xảy mới mẹ xảy khác nó dương spell máu spoon S P Double O N Spoon chẳng mơ mới trở ấn. Here, right? Spoon. Ok, trở nở. Number 3. Fork. Thế xe mới mẹ xoay khá.
Nhưng ai spell bán Fox F O A K Fox. Mơ mơ chứ mơ tiếng mất thời cho một chữ chợ nó. Yes, okay here Fox. Trời ạ. Yes. Chà, nó bị đập ôn sẽ xây rồi hai. Ôn cùng lục viên trên bị small board nè. Ôn tục nó lên small board nè ngay. Hai thọt ở chữ chợ mơ. Ăn ở chữ chợ sẽ đập phong, bọc cò phong rồi đi. Chà, đập bởi dưỡng chết nè. Okay, next one. Tớ mơ mùi tiền mơ. Yes, exercise. See textbook page 24. Từ mới sẽ phở bốn nơi tổng qua tìm bằng mạng con. Một phẩy buồn chả này sẽ phở bốn đọc ổn. Ông bác tới tổng qua tìm một phẩy buồn tớ. Ông đừng khơi bị ập tặng ở nàng ngay. Hai dân thua lũng hạt đi chung một khía. Number one. Number one ý kế con mơ mơ. Chà cứ rục phiếp. Cake. Nhưng chắc ổn thì cho miền C, miền A. Nhưng chắc thì cho bạn đã sợ ai lại ní cô. Con là xế bằng thay màu thí. Thì chờ màu, ok. Number two. Chà, ấy kế, number two. Cứ spoon. Ok, chắc thì chờ miền ạ sò S, P. Bạn ạ sò P. Bạn ạ sò ấy nó. Bình vị ạ thì chờ phong, ok. Number three. Fuck. Chà, nè cụ miền F. Bạn mùi, bạn sò ấy kế. Chà, xong bà ôn thì xế ạ sò nặng ạ thì chờ phong. Hãy ôn ai bao tổng bò mà phải buôn ôn đừng khơi nhây. Khơi ôn ai thôi lùm hạt này bàn, ok. Complete nè, sẽ xây đặt nó sẽ phơi lùm hạt. Bởi ôn miền tặng cả án nâng cả sẽ xế mà ôi thì chớ. Nhưng tụi bàn bảo mạng bằng tụ con. Cứ châm nguồn pram bằng tụ, ok. Chẳng complete nè. Chà, chỉ trong cáo thì chờ 1 to say thank you and say goodbye.